Xin chào tất cả các em. Video học hôm nay cô và các bạn chúng ta sẽ cùng đi vào tiết 2 của bài 23 trong quyển sách giáo khoa toán lớp 3 bộ sách kết nối tri thức về cuộc sống. Ở đây là chúng ta có là các em quan sát chúng ta có 3 chùm nho. Mỗi chùm nho ở đây là có 26 quả nho. Vậy 3 chùm nho thì chúng ta sẽ thực hiện phép nhân như thế nào? Thì chúng ta cũng sẽ đặt phép nhân theo hàng dọc. Các em viết 26 trước, xuống dòng các em viết số 3. Sao cho hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn vị. Đấy. Các em đặt dấu nhân ở giữa, dấu dành gạch ngang thay cho dấu bằng. Bây giờ cô và các bạn chúng ta cùng thực hiện phép nhân này như sau. Ta có 3 x 6 bằng 18. Vậy các em không viết số 18. Không viết là số 18 đâu. Các em chỉ viết cái số ở phía sau thôi. 3 x 6 bằng 18 này. Thì các em sẽ viết cái số sau này. Đấy. Như vậy các em chỉ viết số 8 thôi. Đấy. Còn số 1 thì các em chấm một cái vào phía trước. Chấm một cái vào đây. Như vậy 3 x 6 bằng 18 này, chúng ta chỉ viết số 8 thôi. Đấy, còn số 1 chúng ta chấm một cái vào đây, tức là chúng ta nhớ 1. Viết 8 nhớ 1, nhớ 1 tức là chấm 1 vào đây. Rồi, bây giờ sang hàng chục, 3 nhân với 2 thì bằng 6. Lẽ ra bằng 6 thôi, lúc nãy em chấm vào đây 1 nữa. Đã chấm 1 vào đây thì chúng ta cộng thêm 1 vào. Như vậy 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 nữa thì bằng 7. Như vậy chúng ta sẽ viết kết quả là bằng 78. Được chưa? Bây giờ cô và các bạn chúng ta sẽ cùng thực hiện một số các cái bài tập ở đây nhé. Các em làm một vài bài thì các bạn sẽ quen thôi. Bài tập hoạt động đầu tiên, trong ý đầu tiên của phần hoạt động, tính 37 nhân với 2. Các em nhân hàng đơn vị trước này. Ta có 2 nhân với 7 bằng 14. 2 nhân 7 bằng 14. Các em chỉ viết số 4 thôi. Còn số 1 thì các em chấm sang đây một cái. Đấy. 2 x 7 bằng 14, các em viết 4, nhớ 1 sang bên phía bên hàng chục. Sau đó 2 x 3 bằng 6 đúng không? 6 rồi các em có một dấu chấm ở đây, các em thêm một dấu chấm này. 2 x 3 bằng 6, thêm 1 nữa thì bằng 7. Như vậy các em viết 7 vào. Nhớ là các em cộng thêm vào nhé. Chúng ta chấm một cái đấy là nhớ các bạn đi nhớ là chúng ta cộng thêm vào. Như vậy kết quả của ta bằng 74. Xong được ý đầu tiên. Chuyển sang ý thứ hai, 16 nhân với 4. Các em cũng nhân hàng đơn vị trước, 4 nhân 6 bằng 24. 24 thì các em viết 4 đúng không? Còn 2, 2 thì các em 2 chấm vào. 2 thì các bạn chấm 2 cái vào. Đấy. Nếu mà 10, 14 thì các em viết số 1 thôi, à viết số 4 thôi, viết chữ số ở phía sau thôi. Nhá. Nếu như phía này này, 7 nhân với 2 thì bằng 14 đúng không? 14 thì các em chỉ viết cái số ở phía sau thôi, tức là viết số 4 thôi. Còn 1 này thì các em chấm một cái ở đây. Đấy, thế bây giờ là 4 x 6 nhân hàng đơn vị, 4 x 6 bằng 24. Thì các em cũng chỉ viết số sau thôi, viết số 4 thôi. Còn này chúng ta có 2 này, 2 ở phía trước thì các em chấm 2 cái vào phía trước vào cô. Nhá. Rồi, bây giờ sang hàng chục, 4 x 1 bằng 4. Bằng 4 nhưng mà chúng ta thêm 2 đây này. 4 thêm 2 nữa bằng 6. Vậy các bạn viết 6 vào. Kết quả bằng 64. Tương tự 29 nhân với 3. Các em nhẩm cho cô này, hàng đơn vị này. 3 nhân 9 bằng 27 đúng không? 3 nhân 9 bằng 27. Thì các bạn chỉ viết cái số sau thôi, viết số 7 chứ. Viết số 7 thôi. Còn số 2, đây các bạn viết số 7 rồi đã này. Số 2 đấy thì các em chấm cho cô 2 cái vào phía trước. Chấm 2 chấm vào phía trước. Đấy, 2 chúng ta chấm 2 chấm mà 1 chúng ta chấm 1 chấm. Bây giờ chúng ta có 3 nhân với 2 bằng 6. 6 này, thêm 2 này, thêm 2 đây nữa này thì bằng 8. 2 chấm tức là các em cộng thêm 2 vào. Vậy kết quả của ta bằng 87. Tương tự 18 nhân với 5 thì các em nhân hàng đơn vị trước nhá. 5 nhân 8 bằng 40 đúng không? 5 nhân 8 bằng 40. 40 thì chữ số sau là chữ số 0. Các bạn chỉ viết cái chữ số sau thôi. Viết 0 này. Đấy. Còn số 4 ở phía trước thì các em chấm cho cô 4 cái. Chấm 4 chấm vào đây. Chấm cho cô 4 chấm vào. Đấy. Vậy nhớ 4 ở phía trước, nhớ là người ta vừa nhớ 4 nhá. Là cô chấm 4 cái đây để cho nhớ này. Rồi cô sang hàng chục, 5 x 1 bằng 5. 5 cộng thêm với 4 ở đây nữa bằng 9. Như vậy kết quả bằng 90. Tiếp tục, bây giờ cô và các bạn chuyển sang phần luyện tập. Những ai chưa xong thì các em hãy dùng một chút để làm cho xong nhé. Cô sang phần luyện tập như sau.
Kết quả của mỗi phép tính được gắn với một chữ như sau. Đây. Như vậy là trước tiên là các em phải tính kết quả của các cái phép tính này cho cô đã. Trước tiên là các em phải đặt phép tính, những cái phép tính này các em phải đặt tính ra ngoài giấy nháp để chúng ta tính kết quả. Sau đó thì lát nữa chúng ta mới ghép vào sau, đúng không nào? Đấy. Hãy gắn các cái chữ cái vào ô thích hợp để biết tên một cái di tích nổi tiếng ở nước ta. Như vậy này. Đầu tiên là chúng ta sẽ tính hết kết quả những cái này. Ta có 15 nhân với 6. Các em sẽ tính nháp ra đây cho cô. Ta có 15. Các bạn nhân với 6 này. Đúng không? Vậy 6 nhân 5 bằng 30. 30 thì số sau là số 0 đúng không? Số trước là số 3, cô chấm vào 3 cái này. Đấy. Sang hàng chục, 6 x 1 bằng 6, cộng thêm với 3 chấm nữa đây bằng 9. Như vậy, cái A này sẽ ghép vào số 90. Ở đâu có 90 thì cô thay bằng chữ A. Đúng không nào? Đây. Trong số những cái này 90 thì cô thay bằng A vào đây. Như vậy cô có thể viết xuống dưới này một chút, đây là chữ A đi. Cô viết lại thôi. Để lát nữa cho nó có một cái dòng đây cho dễ đọc. Đấy. Thì cô có chữ A nhá. Thực ra chữ A đây họ viết rồi nhưng mà cô chỉ viết lại thôi nhá. Tiếp theo. Sang cái này. Cô lấy 11, cô nhân với 8. Cái này thì không có nhớ các bạn. 8 x 1 bằng 8 thôi, nó chỉ có một số thôi, không có nhớ gì cả. 8 x 1 bằng 8 nữa. Cái này không có nhớ. Kết quả bằng 88. Vậy 88 thì các bạn viết cho cô chữ cờ. Ở đâu có số 88 các bạn viết cho cô chữ cờ. Như vậy đây chúng ta có cờ này. Chữ C đấy. Đúng không? Đây chúng ta có chữ C đây. Được chưa? Rồi. Tiếp theo 21 x 4. 21 x 4 này. Ta có 1 x 4 bằng 4. Cái này nó không có số ở trước nên là chúng ta không chấm. 4 x 1 bằng 4. Đấy, không có số nào phía trước nên không phải chấm. 4 x 2 bằng 8. Như vậy, ở đâu ra kết quả bằng 84? Cái này bằng 84. Vậy 84 thì các em thay bằng chữ H nào. H là bằng 84. Như vậy đây, những cái chỗ nào có chữ số 84 thì các bạn thay bằng chữ H. Đây. Đây chúng ta có 84 thì các bạn thay bằng chữ H vào. Ta có một chữ H thôi. Tiếp theo 17 x 3. 7 x 3 bằng 21. 21 là số có hai chữ số đúng không? 21 thì chữ số sau là chữ số 1 này. Phía trước là chữ số 2, như vậy em chấm hai chấm vào phía trước. 3 x 1 bằng 3, thêm hai chấm này nữa bằng 5. Như vậy cái này bằng 51. 51 thì các bạn điền chữ M. Ở đâu có số 51 các bạn điền chữ M, như vậy đây sẽ là chữ M này. Chờ, đấy là chữ M. 51 cô điền chữ M đây, họ chấm điền chữ M nhá. Tiếp tục 16 x 2. Ta có 2 x 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 2 x 1 bằng 2, nhớ 1 tức là cộng thêm 1 nữa bằng 3. Vậy ở đâu có số 32? Kem điền cho cô chữ N. Đấy, chữ N này sẽ ra kết quả là bằng 32. Như vậy ở đâu có 32? Thì các bạn điền cho cô chữ N. Như vậy ở đây, trong những cái này nó không có chữ N. Không có cái giá trị nào bằng 32 cả. Đây chỉ có 33 thôi, không có 32. Như vậy cái chữ N này chúng ta sẽ không điền vào nhá. Không điền bởi vì là không có cái giá trị nào ra cái kết quả của cái phép tính này cả. Đấy. Đây này, chúng ta vừa tính ra kết quả này. Lúc nãy chúng ta tính ra rồi, tiếp tục nhá. 33 x 1 này. Các em lấy 33 x 1. 3 x 1 bằng 3. 3 x 1 tiếp bằng 3. Như vậy 33 x 1 bằng 33. Như vậy ở đâu mà ra kết quả là số 33 phép nhân này này? Thì các em viết cho cô chữ O với dấu nặng. 33 đây.
Rồi, như vậy các em sẽ viết cho cô chữ ô và dấu nặng. Được chưa? Đây, chúng ta sẽ viết cho cô chữ ô và dấu nặng, bởi vì là nó có số 33 mà. Rồi, tiếp theo chúng ta có 13 nhân với 4. Các bạn tính, phép tính 13 nhân 4. 3 nhân 4 bằng 12, các em chỉ viết số sau thôi. Nhớ 1, còn 1 thì em nhớ lăn sang phía trước. 4 nhân 1 bằng 4, nhớ 1 nữa bằng 5. Kết quả bằng 52. Vậy ở đâu có số 52 thì đây, cái này kết quả bằng 52 đúng không? Vậy 52 thì các bạn viết cho cô chữ T. Như vậy 52 thì các bạn viết chữ T vào. Đấy. 52 chúng ta viết chữ T vào. Đấy, hỏi chấm này các bạn viết cho cô chữ T. Rồi, tiếp tục chúng ta có 19 nhân với 5. Các em thực hiện phép toán 19 nhân 5. Thì ta có là 19 nhân với 5 thì bằng 9 nhân 5 bằng 45 này. Thì các em chỉ viết số 5 thôi. Còn 4 thì các em chấm cho cô 4 cái chấm vào phía trước, để lát nữa chúng ta cộng thêm 4. 5 x 1 bằng 5, nhớ 4 nữa bằng 9. Như vậy kết quả bằng 95. 95 thì các em sẽ viết cho cô chữ U và dấu huyền. Đấy. Vậy sau khi điền xong thì chúng ta được kết quả là gì đây? Chùa một cột nhá. Như vậy chúng ta được cái cụm từ chúng ta cần điền ở đây. Đấy. Này, hỏi chấm đầu tiên viết chữ C này, thứ hai viết chữ H này. Đấy, chúng ta điền đây. Và chúng ta được cái cụm từ gắn với một cái di tích nổi tiếng ở nước ta ở đây, chính là chùa một cột. Đây là hình ảnh chùa một cột. Tiếp theo chuyển sang bài tập số 2. Những bạn nào mà chưa xong, các bạn hãy dừng một chút để làm cho xong nhé. Cô chuyển sang bài tập tiếp theo như sau. Hãy giúp bạn em đổi chỗ hai thẻ trong cái đổi chỗ hai thẻ số trong hình dưới đây để được một cái phép tính đúng. Như vậy cái phép tính là, ví dụ để như thế này. Để như thế này thì chúng ta có là 2 x 4 bằng 8 thì đúng rồi. Đúng không? 2 x 1 thì nó lại không, đây là phải bằng 2 cơ chứ không phải là bằng 4. Như vậy nếu để như thế này thì là sai. Vậy các em sẽ đổi chỗ cho cô hai cái tấm thẻ này. Hai tấm thẻ này các bạn sẽ đổi chỗ cho nhau. Vậy sau khi đổi chỗ thì chúng ta sẽ được cái phép toán đúng như sau. Cô viết số 2 lên đây đúng không? Như vậy đây cô sẽ có là đây. Như vậy chúng ta sẽ đổi chỗ tấm thẻ số 2 và tấm thẻ số 4. Đấy. Thì cô đổi thì đây cô sẽ có là 21. Cô nhân với 4. Thì ta có là 4 x 1 bằng 4 này. 4 x 2 bằng 8 này. Như vậy chúng ta chỉ cần đổi hai cái vị trí của hai số này thôi, chúng ta được cái kết quả đúng như đây. Vậy ở đây bài số 2 này thì các em sẽ đổi, chúng ta sẽ đổi chỗ hai tấm thẻ là số 2 và số 4 để chúng ta được phép tính đúng. Như vậy ở đây là ta đổi chỗ hai tấm thẻ số 2 và số 4 nhé. Hai tấm thẻ đó là số 2 và số 4. Đấy, chúng ta sẽ đổi chỗ hai tấm thẻ này. Và sau khi đổi chỗ chúng ta được kết quả như đây. Nếu các bạn có làm vào thì các em hãy ghi bút chì nhé. Tuyệt đối tất cả các bạn không dùng bút mực các em viết vào sách giáo khoa mới. Trên đây cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được tiết 2.
Của bài này là bài số 23 ở trong quyển sách giáo khoa toán lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Ủng hộ cho cô thì hãy giới thiệu bạn bè của các em vào YouTube gõ từ khóa kênh Miết Hạnh để chúng ta xem thêm thật nhiều các video mới trên kênh của cô nhé. Hẹn gặp lại tất cả các em ở các video học tiếp theo.